Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel mình. Hôm nay mình lại có một rước một em mới về. Em điện thoại mới về. Đó chính là em Samsung Galaxy S7 Edge. Con này bây giờ người ta bán là 7 triệu. Khá là cũng khỏi là mức giá tiến. Nói theo học sinh. Thì đây, rất là phê. Màn hình cong, em có thể thấy màn hình rất là cong. Sắc từng chi tiết. Phần này thì nó là bằng kính ấy, cả cái phần này nữa, nhìn rất là đẹp. Anh có thể thấy, anh xem tôi cầm con này đi ra ngoài đường xem ai sẽ là người chỉ trích. Thì đây, mình đã tải BOB rồi, và ARG rồi, anh em có thể nhìn thấy ở đây để mình lấy hết đấy, BOBG đây. Và mình sẽ tải thêm mấy trò nữa, đó chính là Minecraft, thì mình sẽ tí nữa mình sẽ tải. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ, con này đặc biệt nhất là chiếc camera. Anh có thể camera nó rất là rõ cho anh em xem, camera rất là rõ. Thì đấy, sự camera rất là rõ cho anh em nhìn. Đây, đây để mình lấy nhé, đợi mình lên nhé. Rồi, chụp một tấm ảnh. Đây, cho các bạn xem. Đây nha, để mình lấy LED tí. Đây, anh em có thể thấy là nó rất là rõ nha anh em. Đây, camera, đặc biệt là camera rất là rõ, thật sự rất là rõ. Thật sự rất rõ video. Con này không hề là hàng nhái đâu anh em. Mình mua trên Lazada với chỉ giá là 5 triệu. Ăn 7 triệu đúng không ạ? Đây là bố mình, clip video bố mình, chả có gì hay. Xóa đi cho nó đỡ tốn sức. Thì mua bản này là 32GB, khá là tuyệt vời. 32GB thì có thể tải rất nhiều game. Con này đặc biệt nhất là game. Con này đặc biệt nhất. Đó chính là pin. Pin nó khá là yếu. Because nó chỉ có 1200mAh. Chỉ có 1200mAh, bây giờ là 4, 4, 2. Để khoảng 1 phút nữa, khoảng 3-4 phút nữa là nó quay trở lại với, thì nó sẽ đến 41. Khá là yếu, chỉ có 2900mAh. Cũng khá là yếu rồi anh em. Nhưng mà riêng con này cầm rất là ấy. Với hai cái phần cạnh bên là bằng khung kim loại hết anh em nhé. Không kịp lại hết. Đó. Đây thì nó có một cái loa. Loa này đặc biệt với anh em rằng là nó bật nên nó rất là phê. Nghe anh em cứ bật di mic xem. Vang cả làng cả xóm. Em cho anh em xin nghe một cái bài Chạy Nghe Đi của Sơn Tùng. Đấy, Chạy Nghe Đi. Okay. Chạy Nghe Đi MV đây. Đây, cho anh em nghe bài. Một quả quảng cáo. Rồi, để cho anh em xem. Không rõ. Thì xin nhầm một chút rồi. Oh.